Bình Phước, hệ lụy môi trường từ nạn khai thác đá ba danh trái phép. Các địa phương như xã Đường 10, huyện Bù Đăng, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, từ nhiều năm qua vẫn luôn là điểm nóng của tình trạng khai thác đá cây trái phép. Thế nhưng cho đến nay, tình trạng này vẫn đang tồn tại mặc cho báo chí đã nhiều lần phản ánh. Theo phản ánh của người dân địa phương, tại khu vực thôn Năm, xã Đường 10 đang diễn ra hành vi khai thác đá cây trái phép. Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận có hai máy múc một máy đục đang đào đá cùng với một xe đầu kéo đang chờ bốc đá đem đi tiêu thụ. Vị trí khai thác nằm tiếp giáp với hồ thủy điện Đắc Luân cùng với lối vào luôn được khóa cửa thép. Trước đó, vào ngày 29 tháng 5, phóng viên đã phản ánh tình trạng khai thác đá cây trái phép tại vị trí trên đến ông Đào Văn Long Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đường 10. Ông Long cho biết sẽ cho cán bộ kiểm tra, xử lý. Vị trí khai thác đá cây trái phép mà phóng viên phản ánh tôi đã cho cán bộ kiểm tra và đã báo cáo lên huyện ông Long trao đổi thêm. Ngày 29 tháng 6, sau một tháng kể từ ngày tiếp cận hiện trường và phản ánh tình trạng trên đến Ủy ban Nhân dân xã Đường 10 tại thời điểm hiện tại, vị trí này vẫn đang diễn ra tình trạng khai thác đá cây trái phép, việc khai thác diễn ra công khai vào ban ngày. Phản ánh tình trạng trên đến ông Trần Xuân Hiển trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Bù Đăng, ông Hiển cho biết sẽ cho cán bộ kiểm tra và thông tin sau tiếp tục ghi nhận tình trạng khai thác đá cây trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tại khu vực thôn 6 xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, phóng viên bắt gặp một vị trí khai thác đá cây trái phép. Tại hiện trường, hàng loạt khối đá hình trụ dài từ 1,5m đến 2m nằm ngổn ngang, không một máy múc đang tiến hành đào bới các khối đá này. Sau khi ghi nhận hiện trường, phóng viên đã phản ánh tình trạng trên đến ông Nguyễn Minh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Ơ. Theo ghi nhận, Việc khai thác đá cây ba danh trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã diễn ra từ nhiều năm nay và cho đến thời điểm hiện tại hành vi này vẫn đang hoạt động công khai. Trước diễn biến trên cho thấy sự coi thường pháp luật của không ít cá nhân, tổ chức. Đồng thời, việc giám sát trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của chính quyền địa phương nơi đây đang chưa thực sự sát sao, chặt chẽ. Rõ ràng, việc khai thác, mua bán trái phép loại đá này đang gây thất thu rất lớn cho nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng chảy máu đá cây ba danh thì đây vẫn là câu hỏi khó, chưa thể giải đáp đối với chính quyền sở tại. Được biết, đá ba danh thuộc diện tài nguyên không thể phục hồi, do đó, việc khai thác đá cây ba danh đồng nghĩa với việc một lượng tài nguyên khoáng sản sẽ mất đi vĩnh viễn. Trong khi các cơ quan chức năng đang tìm cách ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này thì giá trị số tài nguyên đó lại chảy vào túi những cá nhân, tổ chức khai thác và tiêu thụ trái phép. Sau cùng, hệ lụy từ quá trình khai thác như sạt lở, mất đất sản xuất, ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường dân sinh thì chính những người dân sống trong khu vực phải gánh chịu. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đá cây ba danh được xếp vào loại tài nguyên khoáng sản quý hiếm. Loại đá này có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với loại đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Cũng vì lẽ đó, thời gian qua, hàng loạt cá nhân, tổ chức đã ngang nhiên thực hiện hành vi khai thác và tiêu thụ loại đá này trái phép, dẫn đến thất thoát tài nguyên khoáng sản với mức độ nghiêm trọng. Trước tình trạng trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cần có những biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, tránh để tình trạng khai thác đá cây trái phép diễn ra trên địa bàn dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng, Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập cần đưa ra các chế tài cứng rắn nhằm ngăn chặn, xóa bỏ những điểm đen có hành vi rút ruột tài nguyên khoáng sản trái phép đã và đang diễn ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm những cá nhân, tổ chức có liên quan.